À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với video của bài giảng sách văn 7 đến diều tập 2. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài 7 với chủ đề thơ. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô có hoạt động khởi động, quan sát hình ảnh và nêu suy nghĩ của mình về hình ảnh mà em đã quan sát được. Quan sát hình ảnh, chúng ta thấy bóng dáng của cha, mẹ và những đứa con đang đi về phía chân trời. Tình cảm gia đình là ngọn nguồn của mọi thứ tình cảm đáng quý trong cuộc sống này. Chúng ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà. Chính tình yêu thương chân thành, ấm áp của gia đình đã gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta những ngọn lửa của yêu thương. Các em thân mến, các em đều có những ước mơ từ khi còn nhỏ. Những ước mơ khi ấy thật trong sáng, tuyệt vời biết bao nhiêu. Và trong bài học đầu tiên của chủ đề thơ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biểu tượng chiếc thuyền với cánh buồm no gió, sở ước mơ của tuổi thơ đi đến chân trời mới, cuộc sống mới và khát vọng mới. Đó là hình ảnh bóng dáng cha con. Những cánh buồm trắng ấy sẽ giúp cho thế hệ sau thể hiện những mong ước, khao khát mà thế hệ trước chưa làm được. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu văn bản 1, những cánh buồm của tác giả Hoàng Trung Thông. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 1 La Mã, đọc và tìm hiểu chung. Các em lưu ý cho cô về cách đọc của bài thơ. Chúng ta sẽ đọc toàn bài với giọng điệu chậm rãi, trầm lắng, phù hợp với việc diễn đạt tình cảm của cha với con. Lời của con, ngây thơ, hồn nhiên. Lời của cha, ấm áp, dịu dàng, thể hiện tình yêu con, cảm xúc tự hào về con, về tuổi thơ của mình, về sự tiếp nối cao đẹp của các thế hệ. Và chúng ta lưu ý cho cô khi đọc ngắt nhịp với giọng điệu như là 3, 4 hoặc là có những cách ngắt nhịp như là 3, 2, 2 v.v. phù hợp với mạch cảm xúc của bài. Sau đây cô sẽ giải nghĩa một số từ khó ở trong bài thơ. Lênh khênh có nghĩa là cao quá mức, gợi sự gầy gò. Chắc nịch là chắc cứng, khỏe mạnh. Trầm ngâm là có dáng vẻ suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì. Một nhỏ tác giả dựa vào sách giáo khoa cũng như là những kiến thức mà chúng ta đã chuẩn bị bài, em hãy nêu những nét chính về tác giả Hoàng Trung Thông. Hoàng Trung Thông sinh năm 1925, mất năm 1993, quê ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là một nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ của ông giản dị, cô đọng, chứa đựng cảm xúc trong sáng. Ông từng đảm nhiệm các chức trách quan trọng như cán bộ văn nghệ của khu ủy Liên Khu 4, ủy viên tiểu ban văn nghệ Trung ương, thư ký tòa soạn tạp chí văn nghệ thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam, tổng biên tập báo văn nghệ, giám đốc nhà xuất bản văn học, viện trưởng viện văn học giai đoạn từ năm 1976 đến 1985. Ngoài thơ, ông còn viết phê bình văn học và giới thiệu những tác phẩm thơ. Nhiều bài thơ của ông cũng đã được phổ nhạc. Và có thể nói, bài thơ Những cánh buồm là một trong những tác phẩm hay tiêu biểu nhất của Hoàng Trung Thông. Một số bài thơ hay của ông như bài ca Vỡ đất, Bao giờ trở lại, Những cánh buồm, Hai nhỏ, tác phẩm. Sau đây cô xin giới thiệu một số dấu hiệu nhận biết đây là bài thơ. Bài thơ Những cánh buồm của tác giả Hoàng Trung Thông là một bài thơ mà có vần điệu và thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của người viết, có ngắt dòng giữa các câu. Sau đây, cô sẽ đọc bài thơ, mời các em lắng nghe. Những cánh buồm. Hai sao con bước đi trên cát, ánh mặt trời rực rỡ biển xanh, bóng cha dài lênh khênh, bóng con tròn chắc nịch. Sau trận mưa đêm giả dích, cát càng mịn, biển càng trong. Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng, nghe con bước lòng vui phơi phới. Con bỗng lắc tay, cha khẽ hỏi, cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời, không thấy nhà, không thấy cây,
không thấy người ở đó. Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ, theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa. Sẽ có cây, có cửa, có nhà, vẫn là đất nước của ta. Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến. Cha lại dắt con đi trên cát mịn, ánh nắng chảy đầy vai. Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời. Con lại trỏ cánh buồm ra nói khẽ: cha mượn cho con buồm trắng nhé, để con đi. Lời của con hay tiếng sóng thầm thì, hay tiếng lòng của cha từ một thời xa thẳng. Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận, cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con. Và vừa rồi chúng ta đã lắng nghe bài thơ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cho cô phần tác phẩm Cô có phiếu học tập số 1. Và các em hãy lưu ý điền cho cô thông tin vào phiếu học tập số 1 này thông qua những nội dung mà chúng ta vừa được lắng nghe bài thơ cũng như là thông tin ở trong văn bản. Về đặc điểm, thơ có hình thức cấu tạo đặc biệt. Được thể hiện như thế nào ở trong văn bản những cánh buồm như về số dòng, số cổ và vần. Thứ hai, thơ là tác phẩm trữ tình thiên về bộc lộ cảm xúc của nhà thơ. Được thể hiện như thế nào về cảm xúc bao trùm của bài thơ những cánh buồm. Và thứ ba, về ngôn ngữ thơ thường hàm xúc, giàu nhạc điệu hình ảnh. Thì các em hãy chỉ ra về tính hàm xúc cũng như là hình ảnh ở trong bài thơ những cánh buồm được tác giả thể hiện. Các em lưu ý cho cô về thông tin mà chúng ta trả lời và thu nhận được ở trong phiếu tập số 1. Thứ nhất, về đặc điểm, số dòng được thể hiện trong bài thơ những cánh buồm là không giới hạn và số khổ cũng không giới hạn. Vần thì không cần có vần liên tục. Thứ hai, về mạch cảm xúc, nghĩa là thể hiện tình cảm của nhà thơ trong bài thơ những cánh buồm, đó là cảm xúc bao trùm toàn bài, là tình cảm yêu thương thân thiết của hai cha con. Thứ ba, về ngôn ngữ được thể hiện ở trong văn bản những cánh buồm về tính hàm xúc, bài thơ ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc. Những hình ảnh tiêu biểu như là biển xanh, cát trắng, ánh mai hồng. Và sau đây thì cô sẽ giới thiệu cho chúng ta một số thông tin về tác phẩm. Về xuất xứ, bài thơ được rút ra từ tập Những cánh buồm năm 1964. Về thể thơ, đây là bài thơ tự do. Về đặc điểm của thể thơ trong văn bản, như là phương thức biểu đạt thì kết hợp phương thức biểu cảm, tự sự và miêu tả. Về bố cục thì gồm 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến lòng vui phơi phới. Nội dung là miêu tả hình ảnh của người cha và người con đi dạo trên bãi cát. Phần 2, tiếp cho đến để con đi. Nội dung nói về cuộc trò chuyện của hai cha con và mong muốn của người con. Phần 3 là phần còn lại, nội dung nói về cảm nhận của người cha. Hai la mã tìm hiểu chi tiết. Một nhỏ, hình ảnh hai cha con đi dạo trên bờ biển. Cô có phiếu tập số 2. Em hãy dựa vào thông tin ở trong phần thứ nhất của văn bản. Em hãy chỉ ra cho cô những chi tiết hình ảnh, nêu nhận xét và nghệ thuật cũng như là cảm nhận của mình được thể hiện về không gian, thời gian, cảnh vật và con người ở trong bài thơ. Em hãy cùng nhau suy nghĩ và điền đầy đủ cho cô thông tin vào phiếu tập số 2. Mở đầu bài thơ, hình ảnh mở đầu là người cha và đứa con đang đi trên cát. Đúng ạ? Vì vậy mà chúng ta có thể liệt kê cho cô một số chi tiết về không gian ở đây, đó là bãi cát trên biển. Và thời gian
Đó là dạng sau một đêm mưa giả dích và ánh mặt trời xuất hiện đầy rực rỡ khiến cho biển trong xanh. Như vậy là thời gian đó là buổi sáng sau trận mưa đêm. Cảnh vật được tác giả miêu tả qua một số chi tiết như là ánh mai hồng, cát càng mịn, biển càng xanh và con người là chiếc bóng của cha dài lênh khênh, còn bóng con thì tròn chắc nịch. Đây là một hình ảnh đáng yêu cho thấy sự gắn bó yêu thương của cha và con. Và gì ạ, tác giả còn miêu tả hình ảnh là cha dắt con và lòng vui phơi phới. Có nghĩa là khi mà lắng nghe tiếng bước chân, bước chân của con bước thì lòng cha cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô ngần. Về nhận xét, không gian ở đây là một không gian bao la, vô tận, không gian rộng lớn. Về thời gian, đó là buổi sáng thì tươi sáng và mát mẻ. Còn cảnh vật thì khung cảnh trong trẻo, vui tươi và rực rỡ. Và con người thì cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái, phấn chấn và hạnh phúc. Trong phần này thì tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật là điệp ngữ, đối lập, từ lái để thể hiện tình cảm của hai cha con thân thiết, hạnh phúc. Và đây là một tình cảm rất là đơn sơ, giản dị, thiêng liêng và cao cả. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 2 nhỏ, cuộc trò chuyện của hai cha con và mong muốn của người con. Cô có thiệp tập số 3, em hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời cho cô. Hãy nêu cho cô những chi tiết cũng như là ý nghĩa tác dụng về những nội dung sau. Câu hỏi của con, câu trả lời của cha, nghệ thuật đặc sắc ở đây là chỉ ra những pháp tu từ, hình ảnh cánh buồm và dấu chấm lửng. Ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, đứa trẻ đã hỏi cha bằng một giọng điệu đầy hồn nhiên ngây thơ. Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời, không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó. Thế giới rộng lớn ngoài kia có muôn vàn điều thú vị, đó cũng là nơi người cha chưa từng đi đến. Và rồi cậu bé lại chỉ cánh buồm bảo, cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé để con đi. Và ý nghĩa tác dụng của câu hỏi của con, câu hỏi của con là câu hỏi ngây thơ hồn nhiên, người con mong muốn mở rộng kiến thức, được đi nhiều nơi. Đáp lại câu hỏi của con, người cha đã giải thích cho con hiểu được rằng theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa, sẽ có cây, có cửa, có nhà, vẫn là đất nước của ta, ở nơi đó cha chưa hề đi đến. Và ý nghĩa tác dụng về câu trả lời của người cha, người cha đã trầm ngâm, mỉm cười giảng giải cho con, từng bước nâng đỡ ước mơ của con. Qua cuộc trò chuyện của hai cha con và mong muốn của người con, thì tác giả Hoàng Trung Thông đã thể hiện nghệ thuật đặc sắc thông qua câu thơ ánh nắng chảy đầy vai. Đây là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, có tác dụng làm tăng sức hấp dẫn, thú vị cho câu thơ và giúp người đọc hình dung cụ thể về khung cảnh đẹp đẽ trên biển. Về hình ảnh cánh buồm, những cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi, những cánh buồm trắng thể hiện khao khát muốn đi xa để khám phá của con. Và đây cũng chính là biểu tượng của ước mơ, khát vọng được đi xa, được mở rộng hiểu biết của người con đến những chân trời mới. Dấu chấm lửng để con đi là sự tiếp nối của thế hệ sau đối với thế hệ trước. 3. Cảm nhận của người cha. Khi lắng nghe lời đề nghị của con, cha dường như bắt gặp tiếng lòng của chính mình. Lời của con hay tiếng sóng thầm thì, hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm, lần đầu tiên trước biển khơi vô tận, cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con. Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến ước mơ thuở nhỏ của mình. Khi còn là một cậu bé
người cha cũng đã từng mong ước được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Và giờ đây, những ước mơ chưa thể thực hiện của người cha nay được gửi gắm trong con. Và người cha cũng tự hào khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ đẹp như ước mơ của mình thời thơ ấu. Đứa con sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ đó thay cho người cha. Đó chính là sự tiếp nối của thế hệ trẻ thực hiện ước mơ của thế hệ đi trước. Như vậy, bài thơ Những cánh buồm đã thể hiện niềm tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ ước mơ cao đẹp. Qua đó, tác giả Hoàng Trung Thông còn muốn ca ngợi ước mơ được khám phá cuộc sống của trẻ thơ. Đó là những ước mơ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ba La Mã tổng kết, chúng ta lưu ý cho cô về giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của bài thơ. Về nghệ thuật, bài thơ kết hợp yếu tố tự sự miêu tả trong thơ, thể thơ tự do, dễ truyền tải nội dung, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh cảm xúc. Về nội dung, bài thơ Những cánh buồm đã thể hiện tình cảm cha con thân thiết, tràn đầy yêu thương và qua đó ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống của người con. Những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn. 4. La Mã vận dụng. Sau đây thì cô sẽ có hai câu hỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ và chúng ta luyện tập. Các em hãy lắng nghe cho cô một đoạn video Cha già rồi đúng không? Chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng và kết hợp với văn bản vừa học lưu suy nghĩ của em về tình cảm cha con và em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình dành cho người cha kính yêu. 2. Là văn bản Những cánh buồm gợi cho em cảm xúc và suy nghĩ gì về ước mơ, khát vọng của người con. Phần này chúng ta sẽ cùng nhau về nhà và luyện tập cũng như là làm bài hoàn thiện nội dung bài học ngày hôm nay. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo của Vietjet.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.